Hoa hậu doanh nhân quốc tế năm 2018 lần đầu tiên được tổ chức trên du thuyền đẳng cấp 5 sao, hứa hẹn là cuộc thi quy mô hấp dẫn dành cho các nữ doanh nhân trên toàn thế giới. Hoa hậu doanh nhân quốc tế năm 2018, nơi thí sinh giới thiệu về văn hóa truyền thống, cơ hội kinh doanh với các quốc gia khác trên thế giới, cơ hội để các thí sinh nêu lên quan điểm và thay đổi cách nhìn về người phụ nữ hiện đại. Uy tín, đẳng cấp, chuyên nghiệp, tất cả sẽ tạo nên dấu ấn thành công cho cuộc thi Hoa hậu doanh nhân quốc tế năm 2018. Cuộc thi quy tụ dàn giám khảo và nghệ sĩ uy tín, Hoa hậu Giáng My, Hoa khôi Bảo Ngọc, Hoa hậu Châu Ngọc Bích, ca sĩ Lâm Hùng, ca sĩ diễn viên Minh Luân, Á hậu Thanh Thảo, Á hậu Khoa Kim Nga, Á khôi Bảo Châu, doanh nhân Nguyễn Thị Bông và người dẫn chương trình MC Chu Tấn Văn. Ngôi vị cao nhất sẽ dành cho người xứng đáng nhất. Ai sẽ đạt ngôi vị Hoa hậu doanh nhân quốc tế năm 2018 với tổng giá trị giải thưởng 1,5 tỷ đồng. Chờ đón đêm chung kết đăng quang diễn ra vào ngày 23 tháng 10 trên du thuyền 5 sao Star Cruise.